Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Vào Bếp Cùng Thanh. Măng ngâm tỏi ớt là một món ăn kèm hấp dẫn, cũng có thể chế biến ra rất nhiều món ngon đặc sắc. Vào mùa mưa măng mọc nhiều thì mình lại làm măng ngâm tỏi ớt ăn quanh năm luôn. Những củ măng mập mạp sau khi được chế biến cẩn thận, hòa quyện với vị cay nồng của tỏi và ớt, tạo nên một hương vị ăn ngon khó cưỡng. Món này được làm từ măng tươi và có một số bí quyết để măng được trắng giòn ngon, không bị nổi ván. Đặc biệt, có thể bảo quản được lâu, ăn quanh năm mà không lo bị đắng. Hãy cùng mình khám phá bí quyết làm măng ngâm tỏi ớt ngon tuyệt này nha! Trước khi bắt đầu làm, mời bạn tham khảo qua thành phần nguyên liệu. Măng này mình mua ở ngoài chợ thì đã được lột vỏ sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ đi ngâm măng nha. Mình sẽ chuẩn bị ở đây là một thau nước lớn, rồi cho vào khoảng 2 bốc muối hạt vào. Khuấy đều lên cho muối tan hết ra. Mình sẽ cắt măng ra như thế này, rồi bào ngang ra. Phần non trên này thì mình chẻ đôi ra rồi cũng bào dọc. Măng bạn bào mỏng như thế này ăn mới ngon nha. Măng bào xong thì mình sẽ ngâm trong vòng khoảng 30 phút rồi rửa lại sạch với nước. Tiếp đến thì mình sẽ chuẩn bị một thau nước muối và tiếp tục ngâm măng ha. Măng thì mình sẽ ngâm khoảng 1 ngày 1 đêm. Cứ 4 hoặc 6 tiếng thì mình sẽ thay nước muối một lần. Mình thay nước từ 4 đến 5 lần. Lượng muối khoảng 1 nắm to hoặc 2 nắm muối hạt cũng được. Hơi nhiều muối xíu cũng không sao nha bạn. Mình đã ngâm nước 5 lần rồi nè. Giờ thì mình sẽ rửa sạch măng với nhiều lần nước. Mỗi lần thay nước muối thì bạn nhớ là rửa sạch măng với 2-3 lần nước nha. Khi mình rửa và ngâm qua nước muối nhiều lần thì sẽ làm cho măng bớt đi vị đắng và hăng, cũng như là loại bỏ những cái độc tố có ở trong măng. Bảo quản sẽ được lâu hơn. Xong rồi thì mình sẽ đi làm nước ngâm nha. Mình cho vào nồi 1 lít 8 nước, 90g đường, 40g muối. Mình sẽ nấu sôi cái hỗn hợp này lên. Với công thức này thì sẽ bảo quản được rất là lâu, nhanh lên men. Ăn sẽ có vị hơi chua thanh rất là ngon. Hỗn hợp tan hết rồi thì mình sẽ tắt bếp và để nguội hen. Rồi mình sẽ đi xay tỏi ớt nè. Ớt sừng thì bỏ hạt ra. Thêm 5 trái ớt cay vào nữa. Mình sẽ bóc hết tỏi. Rồi mình sẽ xay nhuyễn cái hỗn hợp này ra. Xong rồi thì mình sẽ cho hết cái hỗn hợp vào trong măng đã rửa sạch, rồi trộn đều lên. Nhìn màu ớt vậy thôi, chứ mình sử dụng ớt sừng không cay, nên chỉ có vị hơi cay the the nhẹ nhẹ thôi. Sau đó thì mình sẽ cho hết vào một cái keo. Mình sẽ cắt cái bịch ni lông kiến này sao cho to hơn cái miệng của cái hũ một tí, rồi mình sẽ để lên trên. Mình cho hết cái phần muối đường vào. Bạn thấy nè, có miếng bọc ở trên nên phần măng của mình được ngập trong nước, giúp cho măng không bị trồi lên, không bị ván hay là mốc. Rồi mình để 3 ngày 3 đêm là măng chua được rồi nè. Như vậy là mình có thể sử dụng được rồi. Măng mình đã ngâm được 3 ngày rồi nè bạn. Măng thì rất là trắng giòn, không hề bị nổi ván đâu nè. Bạn nếm thử, nếu vị chua đã được rồi thì mình sẽ cất vào trong ngăn mát tủ lạnh và dùng dần ha. Măng bạn để ở ngoài càng lâu thì sẽ càng chua. Khi mà đến độ chua thích hợp rồi thì mình sẽ cất vào trong ngăn mát tủ lạnh. Bạn nhớ là luôn để măng ngập trong nước thì măng của mình sẽ trắng ngon và được bảo quản lâu hơn. Món ăn này rất phù hợp để ăn kèm với mì tôm, bún, miến. Cũng có thể làm món lẩu xào, nấu canh thì cũng rất là ngon.
Nếu như bạn thấy thích video này thì cho mình xin một like để ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở kỳ tới.